chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Cocky Farm. Và cái tập video hôm nay Vũ sẽ quay cho các bạn xem cách để cho các bé Cocky con ăn dặm như thế nào. Thì ngày hôm nay trong cái ổ này chúng ta có những bé Cocky rất là dễ thương. Là các bé cũng được 25 ngày rồi. Thì bây giờ Vũ sẽ cho các bé ăn dặm. Thì đồ ăn dành cho các bé đó chính là bột. Và bột này mình làm từ đâu? Bột này mình sẽ làm từ các hạt thức ăn khô dành cho chó con. Và các bạn ngâm nước, sau đó mình để khoảng từ 45 phút tới 60 phút cho cái hạt nó mềm, thật là mềm ra tới khi mà nó như bột vậy đó. Rồi các bạn sẽ hoặc là các bạn sẽ lấy máy xay sinh tố, mình bỏ vào mình xay ra cho nó mềm. Hai là mình như cách của Vũ hay làm này, là mình đeo cái găng tay vô bóp cho nó những cái hộp á, bóp cho nó mềm nha. Mình sẽ bóp cho nó mềm ra thì nó sẽ thành hộp mềm này. Và Vũ cũng có trộn thêm men tiêu hóa và một ít sữa để khơi dậy cái mùi lên, tại thường thường chó con rất thích uống sữa các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cho các bé ăn, các bạn hãy theo dõi các bé có ăn hay không nha. Rồi bây giờ rồi các bạn ơi, các bạn ơi, quá ăn nè, quá ăn nè. Các bạn có thể thấy các bé rất là thích ăn cái bột này các bạn ơi. Đó, có vài bé thì còn lại không, thì bây giờ bột sẽ không nhanh, nhưng các bé vẫn đang ăn rất là nhiều các bạn ơi. Bé này hơi lớn rồi, của con này khỏi cần dành chi. Dạ, bé này các bạn có thể thấy là nó như con lân vậy đó, cái đầu nó lắc qua lắc lại nữa. Bạn có hỏi Vũ là ăn dặm như thế này một ngày sẽ ăn mấy lần, Vũ cũng chia sẻ luôn là một ngày mình nên sẽ ăn 3 lần, sáng, chiều và tối. Thì trại của Vũ thì Vũ sẽ cho ăn theo cái cữ của các bé Cocky có bầu với lại các bé Cocky sinh sản luôn cho nó tiện. Rảnh giờ nào các bạn có thể cho ăn giờ đó ha. Ý, hình như mấy bé này thích được tốt hơn nè. Các bạn có thể thấy ha, không có quan trọng túi của các bạn mập hay ốm, quan trọng nhìn các bé phải khỏe mạnh, các bé phải năng động. Như các bạn có thể thấy nè, các bé của nhà Vũ tuy nó không có mập rất là lợi lợi. Rồi dữ chưa, có ai làm gì đâu, có ai làm gì đâu. Nè của con nè, và Vũ cũng khuyến khích các bạn là không có ép chó của mình ăn quá nhiều. Các bạn cứ cho các bé ăn đúng theo cái nhu cầu của các bé thôi. Vì cái gì mình ép quá nó cũng tốt. Với lại mình nuôi chó thì mình nuôi bằng cái tình thương mà. Chứ mình đừng có nghĩ là chó mình phải mập, phải đẹp như chó của người khác. Thì mình không nên. Đó là cái ý kiến riêng của Vũ.
rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video hướng dẫn cách chăm sóc coffee sau nhé. Xin chào.